Rồi hôm nay thì mình lại tiếp tục có một cái đơn hàng Blue Tạc Văn Thì đơn hàng này là sẽ bao gồm 10 cặp Blue Tạc Văn Mình sẽ gửi cho anh Dũng ở Gia Lai Cái dòng Blue Tạc Văn này nó với lại là full gold Thì nói chung là cái màu sắc của nó, nó khá là phức tạp luôn Và gần như là nó cần điều kiện ánh sáng và màu nền phải đúng Thì nó mới lên được cái màu chuẩn của nó Ví dụ như cái dòng Blue Tạc Văn đây Hiện tại các bạn đang thấy mình đang quay đây Sau khi mà cá đã đóng vô trong túi rồi cho vào thùng xốp á, Thì các bạn thấy con cá nó có một cái màu đen rất là đen luôn Đen thu luôn không bao giờ thấy được cái đầu màu xanh của nó Các bạn để ý những con trống á không bao giờ thấy được những cái đầu màu xanh của nó trong cái điều kiện môi trường như thế này còn khi các bạn bỏ nó qua thay màu xanh dương nè hoặc là màu đen các bạn đem ra ngoài nắng các bạn quay lên dưới ánh nắng mặt trời hoặc là các bạn quay dưới cái đèn led thì đối với cái dòng lưu tạc văn này các bạn nuôi ở trong cái điều kiện môi trường cái nền nuôi tối xíu ví dụ chẳng hạn như là nền đen rồi ở trên các bạn chụp cái đèn led xuống thì các bạn sẽ thấy được cái đầu màu xanh xanh của nó, nó sẽ ánh lên kiểu như là nó kết hợp với đèn led hoặc là ánh sáng mặt trời thì nó mới ánh lên cái đầu màu xanh nên là nhiều khi các bạn mới vừa tiếp cận chơi cái dòng này á các bạn không hiểu các bạn nghĩ là mình giao cá cho các bạn là những cái con cá nó mít đầu nó không có đầu tại vì khi các bạn nhận á là trong thùng xốp những con lưu tạc giăng này các bạn không bao giờ các bạn thấy được cái đầu nó hoặc là khi các bạn thấy các bạn chỉ thấy nó được nó lật lợt thôi nó không có lên mà kiểu như là nó xanh đậm quá nên là có nhiều bạn phản hồi lại với mình à mình giao không đúng cá gì này nọ thì nói chung là tội nghiệp mình lắm nên là cái dòng mà blue tạc giăng với lại là full gold á bán rất là khó chịu luôn khó chịu ở đây không phải là khách hàng khó chịu nha các bạn mình đang nói là cái khía cạnh màu sắc của nó rất là khó chịu đó nó, nó phải tương tác đúng với lại là màu nền với lại là, là ánh sáng thì nó ra được cái màu chuẩn của nó